cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thay mặt các học viên trong room tụng kinh Tam Bảo. Sangha Kame Charu Be Giri Sikhara Ta Te Chan Tali Khe Vi Ma Ne Ni Pe Ra Te Chaga Me Taru Wa Naga Ha Ne Ge Ha Wa Thum Hi Khe Te Phom Ma Cha Yan Tu De Wa Cha La Tha La Vi Sa Me Ya Kha Gan Tha Pa Na Ga Ke Than Ta San Ti Ke Yang Mu Ni Wa Ra Wa Cha Nang Sa Tha Wo Me Su Nan Tu Tham Ma Sa Wa Na Ga Lo Ayam Pha Đan Ta Tham Ma Sa Wa Na Ga Lo Ayam Pha Đan Ta Tham Ma Sa Wa Na Ga Lo Ayam Pha Đan Ta Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Duttiyampi Buddhang Saranang Gacchami Duttiyampi Dhammang Saranang Gacchami Duttiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Iti Piso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicacarana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Manusanang Buddho Bhagava Tinathi Me Saranang Anyang Buddho Me Saranang Varang Etena Satcha Vachena Hotu Me Chaya Mangalam Vatamang Gena Vandeham Vadapang Song Varotamang Buddhe Yokhali Todo So Buddho Khamatutam Mamam Swakato Bhagavata Dhammo Sandhithiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditappo Vinyuhitinathi Me Saranang Anyang Dhammo Me Saranang Varang Etena Satcha Vachena Hotu Me Chaya Mangalam Uttamang Gena Vandeham Dhamman Chaduvitham Varam Dhamme Yokhali Todo So Dhammo Khamatutam Mamam Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ucchupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyaya Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Sammicci Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidam Chattari Purisa Yogani Attha Purisa Mokkhala Essa Bhagavato Savaka Sangho Ahunaiyo Bahunaiyo Dakinaiyo Anchalikaraneyo Anuttaram Bunyakhetam Lokasatinathi Me Saranang Anyang Sangho Me Saranang Varang Etena Satcha Vachena Hotu Me Chaya Mangalam Uttamang Gena Vandeham Sanghang Chaduvithatamam Sanghe Yokhali Todo So Sangho Khamatutam Vandami Chetiyam Sapang Sapathane Supatethitam Saririkathatu Mahabodhim Buddharupam Sakalam Sada Sambuddhe Athave Sancha Dvada Sancha Sahasake Pancha Sata Sahasani Namah Misirasa Aham Te Sangdhammancha Sanghancha Adare
Na na ma mi hang na ma ka ra nu pa we na han toa sa pe. O ba da we ane ka antara ya pi we na san toa se sa to sam bo te. Pancha panya san cha cha tu we sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sam. Thamman cha sang khan cha adare na na ma mi hang na ma ka ra nu pa we na han toa sa te o pa da we ane ka antara ya pi we na san toa se sa to sam po te na wa ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa ke we sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa te sang tham man cha sang khan cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han toa sa pe u pa da we a ne ka antara ya pe we na san toa se sa to sa pe porati ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi han tu sa pe porati ma Janu di sa ya sa ta awe ra su ki han tu sa pe da ki na ya di sa ya sa ta awe ra su ki han tu sa pe da ki na ya anu di sa ya sa ta awe ra su ki han tu sa pe pa chi ma ya di sa ya sa ta awe ra su ki han tu sa pe pa chi ma ya anu di sa ya sa ta awe ra su ki han tu sa pe o ta ra ya di sa ya sa ta awe ra su ki han tu sa pe o ta ra ya anu di sa ya sa ta awe ra su ki han tu sa pe o pa ri ma ya di sa ya sa ta awe ra su ki han tu sa pe he ti ma ya di sa ya sa ta awe ra su ki han tu sa pe sa ta awe ra han tu su ki ta han tu ni do kha han tu ap ya pa cha han tu ani kha han tu di kha yo ga han tu a yo ga han tu sam ba ti hi sa me chan tu su ki a ta nam Pariharan tu dukha pata jani dukha faya pata jani faya soka pata jani soka hantu sape nibani no akasa tha japom matha dewa naga mahitika ponyam no anumodan tu cirang rakhan tu sasanam akasa tha japom matha dewa naga mahitika ponyam no anumodan tu cirang rakhan tu no garo akasa tha japom matha dewa naga mahitika ponyam no anumodan tu cirang rakhan tu nyata yo akasa tha japom matha dewa naga mahitika ponyam no anumodan tu cirang rakhan tu pani no akasa tha japom matha dewa naga mahitika ponyam no anumodan tu cirang rakhan tu no sada idang watano ponyam asawa khaya waham ho tu anagate kale sadhu 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 sadhu. Dạ, thời kinh lễ báo, lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài Bali cho chúng con được sự lợi ích. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ con kính dâng đến sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào các Phật tử vị.
Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài số 4. Phần bài học đầu tiên hôm nay thì chúng ta sẽ học phần đàm thoại. Phần đàm thoại xong thì chúng ta học tiếp phần thì, phần bản chia. Vì học phần đàm thoại trước cái nào? Phần đàm thoại. Phần đàm thoại hôm nay thì chúng ta học về về cách hỏi tuổi. Thì trước tiên học về phần hỏi tuổi thì chúng ta cũng tập chào hỏi tí, ôn lại phần chào hỏi. Phần chào hỏi này thì sư cứ thay đổi một tí để mình nhớ lại mỗi lần mình chào buổi sáng, chào buổi tối, xin chào, chào buổi chiều gì đó để mình nhớ các từ này. Ở đây mình trong bài này thì mình tập làm chào hỏi bằng từ buổi chiều, xuất phát sai văn. Hôm trước thì mình xuất phát ba tô rồi thì hôm nay mình xuất phát sai văn, tập làm quen ha, tập làm quen với các từ chào hỏi. Giờ sư sẽ đọc trước rồi sau đó mời các tử học viên chúng ta sẽ đọc theo sau. Rồi mời nghe đọc ha. Supasayan tui hằng ayupamanang kitakang, tui hằng ayupamanang kitakang, tui hằng ayupamanang kitakang, mày hằng ayupamanang vi sati, mày hằng ayupamanang vi sati, mày hằng ayupamanang vi sati, tui hằng panakitakang tình sati, tui hằng panakitakang, tui hằng panakitakang, tui hằng panakitakang tình sati. Rồi nghe lại lần nữa. Supasayang tui hằng ayupamanang kitakang, tui hằng ayupamanang kitakang, mày hằng ayupamanang vi sati, mày hằng ayupamanang vi sati, tui hằng panakitakang, tui hằng panakitakang tình sati, tình sati. Rồi nghe lại lần nữa ha. Supasayang tui hằng ayupamanang kitakang, mày hằng ayupamanang vi sati, tui hằng ayupamanang kitakang, mày hằng ayupamanang vi sati, tui hằng panakitakang tình sati, tui hằng panakitakang tình sati. Rồi lần nữa ha. Supasayang tui hằng ayupamanang kitakang, mày hằng ayupamanang vi sati, tui hằng panakitakang tình sati. Rồi đó là phần đàm thoại về cách hỏi tên. Và đây cũng là một cách đàm thoại mà hai người phải nói. Nhưng mà ở đây vì mình học từ xa cho nên một người mình đóng cả hai vai ha. Rồi bây giờ người nào đọc được trước mình sẽ giơ tay lên. Người nào đọc được trước mình giơ tay lên ha. Rồi anh mời anh các khách anh mời các học viên giúp xin. Đầu tiên xin mời cô Hảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Supasayang tuy hằng ayupamanang kitakang, mày hằng ayupamanang wisati, tuy hằng panakitakang tình sati. Dạ con xin hết ạ. Rồi cái phần tuổi này các tử mình có thể thay đổi cũng được. Ví dụ mình muốn nói 40, 50, 60 gì đó, nếu mình nhớ tuổi mình nhớ số mình có thể thay đổi số cũng được ha, tùy theo mình. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Cảm ơn sư.
Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. À. Dạ, tôi chưa mở mic, tôi xin lỗi ạ. À. Su pha yang tri hang ayut pa manang kitakang mayang ayut pa manang wisati tri hang pama kitakang sati. Dạ con xin hết ạ. Sati 60. Dạ sati. À, xin mời cô Dự Bảo. Dạ, con xin đọc. Su pha sa yang tuy hằng ayupamanang kittakang may hằng ayupamanang quy sati tuy hằng pana kittakang tittati. Con xin hết. Xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Sức phát xa dân tùy hằng a dứ bá mà năng kích tác căng mày hằng a dứ bá mà năng vi sa tí tùy hằng vi sa tí tùy hằng ba na kích tác căng sát thí. Dạ thưa sư con hát. Xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ con thưa sư con đọc ạ. Su pha sa răng tuy hằng a dũ tu năng kích tắc căng may hằng a dũ ta mạt tuy hằng ba na kích tắc căng tình sa thi. Xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử nào đọc xong tắt micro để cho sư có thể nghe rõ. Dạ, xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Subhasayam tuy hằng ayupamanang kittakan may hằng ayupamanang visati tuy hằng panakittakan chất ta đi xa. Dạ con xin hết. À, giỏi hay quá. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin đọc. Sức phát xa dân tuy hằng ayupamanang kittakan may hằng ayupamanang visati tuy hằng panakittakan thì sát thì. Dạ thưa sư con hả? Xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Su pha xa yang tùy hằng ayupa ma năng kích ta căng mày hằng ayupa ma năng quy sát thì tùy hằng pa na kích ta căng tình sát thì. Con xin hiểu dạ. Xin mời Phật tử Trang Đá Nguyệt. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Su pha sa yang tùy hằng ayupamanang kittakan may hằng ayupamanang visati tùy hằng panakittakan tình sati. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Mai Châu ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Su pha sa yang tùy hằng ayupamanang kittakan ma hằng ayupamanang visati tùy hằng panakittakan tin sati. Xin nói đọc. Dạ, xin mời sư cô Liên Diệu ạ. Dạ mô Phật thưa sư con đọc ạ. Supha sa yang tùy hằng ayupamanang kittakan mày hằng ayupamanang visati tùy hằng panakittakan tìm sati. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tham Mỹ Cá Liễu.
Dạ, sư con xin đọc ạ. Túc bá xà rằng, Túc bá xà rằng, tùy hằng à rú bá mà lăng kít ta cằng, mày hằng a rú bá mà lăng quỳ tha tị, tùy hằng ba la kít ta cằng tình tha tị. Dạ, con nghe đó. Rồi. Xin mời Phật tử mang ga lá nành đi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Su bằng sa yang hô, su su ba sa yang, su ba sa yang, tùy hằng a du ba ma năng kiết ta căng, mày hằng a du ba ma sa át tha, tùy hằng ba na kiết ta căng đa sa. Dạ con xin hết. Là dạ. Xin mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ thưa sư, con đọc Subhasayang. Subhasayang tuy hằng ayupa manang kittakang, may hằng ayupa manang visati, tuy hằng panakittakang tìm sa tí, tin sa tí. Thưa sư con hết. Dạ. Xin mời sư cô tánh biểu hiện. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Xuất phát xa dân, tùy hăng, a giúp, ma năng, kít, tá căng, may hăng, a giúp bá, ma năng, vi xá tí, tùy hăng, bá ná, kít, tá căng, tin xá tí. Dạ, con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc Subhasayang, Subhasayang, tuy hằng ayupamana kittakang, may hằng ayupamana visati, tuy hằng panakittakang tinsati. Dạ thưa sư, hả? Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Su phá sa văn, tuy hằng, ayubha ma năng, kít ta căng, mai hằng, ayubha ma năng, vi sa tí, tuy hằng, ba na, kít ta căng, tìm sa tí. Dạ thưa hết ạ. Xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Supa sa yang thi hằng ayupa manang kita kang, may yang ayupa banang ayupa manang visati, thi hằng pana kita kang satati. Dạ con xin hết ạ. Satati. Dạ. Xin mời Phật tử Ngọc Tuyết. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Subhasayang tùy hằng ayupa ma yang tắc khăn, mê hằng ayupa ma yang quý sa tí, ayupa ma năng quý sa tí, Vi sát tí, tì hằng ba na kít ta căng, tiên sát tí. Dạ, xin hết. Dạ, còn Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi, nếu mà hết rồi nghe đọc lại. Supa sa yang tùy hằng ayupama năng kitakang, tùy hằng ayupama năng kitakang, may hằng ayupama năng visati, may hằng ayupama năng visati, tùy hằng panakitakang, tùy hằng panakitakang tinh sati.
Rồi nghe đọc lần nữa ha. Supasayang tuy hằng ayupamanang kitakang may hằng ayupamanang visati tuy hằng panakitakang tinh sati. Rồi bây giờ chúng ta tập đọc một số từ vựng để tí nữa ôn lại phần bản kia ha. Rồi đây là một số từ vựng. Một số từ vựng có bản kia, có cách chia giống như là động từ bách chất tí thì hiện tại. Dạ, dạ sư có thể chuyển màn hình qua bản từ được không sư? Hả? Dạ, cái màn hình vẫn là cái câu đàm thoại, sư có thể chuyển qua cái bản từ được không? À, để... Thấy chưa anh? Dạ, dạ chưa thấy nữa. Chưa hả? Rồi, đây là một số động từ có cách chia như là động từ bay chất tí mà động từ cái bản mình học hôm trước. Đây là cái bản này, tí nữa thì mình sẽ tập chia lại cái bản chia này ha. Giờ mình sẽ học một số động, đọc một số động từ này trước. À, đọc một số động từ trước rồi tí nữa chúng ta sẽ ôn lại bản kia. Bây giờ sư sẽ đọc trước, sư chỉ đọc phần tiếng Bali thôi, tí thì lớp đọc luôn cả phần tiếng Việt ha. Bây giờ mình sẽ có hai phần, hai bên, thì mỗi người đọc một bên thôi ha. Đọc hai bên thì mình không đủ thời gian đâu, mỗi người đọc hai, đọc một bên. Sư sẽ đọc trước. Gachati aharati aharati charati charati nisidati nisidati puchati puchati punchati punchati rodati rodati lahati lahati vandati vandati vasati vasati sacchayati sacchayati vasati. Xin lỗi, hasati hasati. Chúng ta nghe đọc cho đúng ha, để mình đọc theo cách của mình. Đọc không đúng thì dễ, nhưng mà đến khi đọc không đúng, đọc theo cách của mình không à. Nghe để đọc cho đúng ha. Gachati gachati aharati aharati charati charati nisidati nisidati puchati puchati punchati punchati rodati rodati lahati lahati vandati vandati vasati vasati sacchayati sacchayati hasati hasati. Rồi nghe lại lần nữa. Gachati aharati charati nisidati puchati punchati rodati lapati vandati vasati sacchayati hasati. Ở đây chúng ta thấy động từ ở lúc nào nó cũng có, ở thì hiện tại lúc nào nó cũng có chữ tí ở phía sau hết á, tại vì chữ tí này là chữ của thì hiện tại à. Rồi đến khi mình chia đó, chia ở ngôi thì nó mới khác đi, còn ở thì hiện tại ngôi thứ ba số ít lúc nào nó cũng có chữ tí ở phía sau. Yeah. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên ha, giơ tay lên mỗi người đọc một bên. Dạ, mỗi người đọc một bên. Rồi anh mời anh Cát Khánh, mời các tử đọc giùm sư đi.
Dạ, dạ. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Gachati Aharati. Đọc luôn phần tiếng Việt ha. Đọc luôn phần tiếng Việt. Dạ. Gachati đi đến. Aharati mang lại. Charati đi bộ. Nisidati lại ngồi. Puchati là hỏi. Puchati là ăn. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Trang Đá Nguyện nữa. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Rodati khóc. Lapati có được. Wandati đảnh lễ. Wasati sống ở cư trú. Sacharati tụng đọc lại. Ha sati cười. Dạ con xin hết ạ. Ta cố gắng đọc để nhớ lại từ này để lát mình tập chia ha, lát mình chọn các động từ này để mình chia, thay vì mình chia động từ phải chết tí thì mình sẽ chia các động từ này. Rồi người đọc tiếp đi. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Gá cho tí đi đến. Aharati mang lại. Charati đi bộ. Nisidati ngồi. Puchati hỏi. Phunjati ăn. Con xin hết ạ. Rồi. Xin mời sư cô Liên Diệu ạ. Dạ bông Phật, thưa sư con đọc ạ. Rodati là khóc. Lapati là có được. Vandati đảnh lễ. Vasati sống ở cư trú. Sekhayati là tụng đọc lại. Sekhayati. Sekhayati là tụng đọc lại. Hasati là cười. Con xin hết. Xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ con thưa sư, con đọc ạ. Gachati đi đến. Aharati mang lại. Charati đi bộ. Nisidati ngồi. Puchati hỏi. Puchati ăn. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin đọc ạ. Vô tí là khóc. Lắp bát tí là có được. Đá tí là đảnh lễ. Quá sát tí là ở cư trú. Sách cha giá tí tụng đọc lại. Hát sát tí là cười. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, xin đọc ạ. Gát cha tí đi đến. Aharati mang lại. Charati đi bộ. Nisidati ngồi. Puchati là hỏi. Puchati là ăn. Thưa xin hết ạ. Xin mời cô Diệu Bảo. Dạ con xin đọc. Rodati là khóc. Lapati là có được. Quanh đá tí là đảnh lễ. Quá xá tí sống ở cư trú. Sách cha giá tí tụng đọc. Há xá tí là cười. Con xin hết. Xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ con xin đọc ạ. Gá cha tí là đi đến. Aharati là mang lại. Charati là đi bộ. Đi. Nisidati là ngồi. Puchati là hỏi. Puchati là ăn. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ thưa sư, cô xin đọc ạ.
Rô đá tí là khóc, láp hát tí là có được, quanh đá tí là đảnh lễ, vá xá tí là sống ở cư trú, chát sách sách cha sách cha gia tí hai giá tí sách cha giá tí là tụng đọc sách, hát xá tí là cười. Dạ xin hết. Rồi. Dạ xin mời Phật tử Quyền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Gacchati đi điện, Aharati mang lại, Charati đi bộ, Nisidati ngồi, Pucchati hỏi, Punyati ăn ạ. Con xin hiểu ạ. Rồi. Dạ xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu ạ. Sư con xin đọc ạ. Dù đã tí khóc, lạp phát tí có được, quần đã tí đảnh nhế, qua sát tí sống ở nơi cư trú, tích trà ra tí tụng đọc lại, hát sát tí người. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Gát chá tí đi đến, a há ra tí là mang lại, cha ra tí là đi bộ, nixi đá tí là ngồi, bút cha tí là hỏi, phu cha tí là ăn. Dạ thưa sư con xin hết. Buôn cha tí. Dạ. Dạ xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin đọc. Rô đá chi là khóc, lát bá chi là có được, văn đá chi là đảnh lễ, vát sát chi là sống ở cư trú, sát cha giá chi là tụng đọc, hát sát chi là cười. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ con xin mời sư cô Tánh biểu hiện ạ. Gacchati, aharati, charati. Dạ thưa sư, để cho tụi con đọc lại ạ. Gacchati đi đến, aharati mang lại, charati đi bộ, nisidati ngồi, ucharati hỏi, bunjati ăn. Dạ thưa sư hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Rô đá tí là khóc, lá ba tí là có được, quanh đá tí là lãnh lệ, quá xá tí là sống ở cư trú, sách hai giá tí là tụng đọc, há xá tí là cười. Dạ, xin thấy gia sư. Rồi. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Gá chát tí đi đến, a há ra tí mang lại, chá ra tí đi bộ, ni si đá tí ngồi, bun chát tí hỏi, bun giá tí ăn. Dạ thưa sư hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Ủa Sương đọc rồi á, các khánh ơi. Ủa lòng nè em ơi. Nhớ bỏ tay xuống các tử là đọc. Dạ. Quyền Lê, dạ rồi. Dạ thưa sư con đọc. Rô đá tí là khóc, lá há tí là có được, quan đá tí là đảnh lễ, quá xá tí là sống ở cư trú, xa há lá tí, sách há lá tí là tụng đọc lại, há xá tí là cười. Dạ thưa sư con hết. Dạ, xin mời Phật tử Mai Châu ạ. Thưa sư, con xin đọc. Gacchati đi đến, Aharati mang lại, Charati đi bộ, Nisidati ngồi, Uchati hỏi, Bunchati ăn. Con xin đọc. Dạ, xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Rô đá tí là khóc,
Lap hát tí là có được. Quan đá tí là đảnh lễ. Vát sá tí là sống ở cư trú. Sát ra sá tí là tụng đọc lại. Hát sá tí là cười. Dạ con xin hết ha. Dạ, còn Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ con. Ủa, Măng Lanh đi nãy đọc rồi mà. Mà con muốn đọc nữa. Phải lần nữa đi. Dạ. Gác chá tí là đi đến. À ha rá tí là mang lại. Chá rá tí là đi, đi bộ. Ni xí. Đá tí là ngồi. Bút chá tí là hỏi. Buôn chá tí là ăn. Dạ ông xin hết. Rồi giỏi. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ. Đọc đi. Dạ, thưa sư con đọc ạ. Rô đá tí là khóc. Na pha tí là có được. Quan đá tí là đảnh lễ. Qua sa tí là sống ở cư trú. Sách cha giá tí là tục đọc lại. Ha sa tí là cười. Thưa xin hết ạ. Dạ, đã hết rồi sư. Dạ. Bây giờ nghe đọc lại rồi chúng ta tập chia ha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn các đồng từ, một đồng từ nào đó để chúng ta tập chia cái bản chia đồng từ, ôn lại một tí rồi để ngày mai chúng ta sửa bài tập. Bữa thứ năm chúng ta sửa bài tập ha, sửa bài tập để kết thúc cái bài số 4 này. Bây giờ nghe đọc lại. Gái chát tí đi đến. À ha ra tí mang lại. Chá ra tí đi bộ. Đi si đá tí ngồi. Cú cha tí hỏi, khun cha tí ăn, rô ra tí khóc, lá pha tí có được, quanh lá tí đảnh lễ, qua sa tí sống, ở cư trú sách ha gia tí tùng, đọc lại, hát sa tí cười. Rồi, bây giờ chúng ta xem lại phần bản chia tí ha. Tập chia. Rồi đây là bản chia tóm tắt. Hôm trước thì mình chia đầy đủ, hôm nay tập xem thử bản chia tóm tắt ha. Ở đây người ta chỉ cho mình động từ bách cho tí thôi. Nhưng mình có thể chọn động từ nào đó. Ví dụ như động từ gách cho tí, động từ a ha ra tí, động từ ha sa tí, hoặc là động từ pu cho tí gì đó. Một động từ nào đó mình đưa vào chia ở trong đây. Thì muốn chia với cái bản chia này, mình nhớ mình phải bỏ cái chữ a tí ở phía sau thì mình mới chia vào được. Thí dụ ở đây động từ bách chất tí, người ta muốn chia với cái bản chia này thì người ta phải bỏ cái chữ a tí ở phía sau đó thì mới ghép với cái bản chia của động từ này được. Thí dụ xin chia động từ bách chất tí ha, thì muốn chia với cái bản này sẽ bỏ cái chữ a tí này ra thì bắt đầu mới chia. Ngồi thứ nhất số ít a hằng bái trà mi, số nhiều mai dằn bái trà má. Sư ơi, ngồi thứ hai không thấy cái hình sư ơi. Hả? Thấy mặt sư không ạ? Thấy mặt sư không thấy hình. Không thấy hả? Dạ. Dạ của con thấy hình sư. Dạ thấy mà sư. Thấy mà không thấy. Con thấy chả còn thấy bình thường mấy sư. Dạ. Chắc máy bị sao. Cô bấm cho hình của sư nói chữ lên nào. Thấy chữ mà. Rồi thấy chưa? Hả? Dạ thấy chữ. Okay, dạ, thấy rồi sư. Thấy rồi thưa sư. Dạ thấy rồi ạ. Thấy rồi đó sư. Rồi. Rồi xem lại ha. Tức là ở đây bản chia của động từ bái cho tí hôm trước mình chia đầy đủ rồi, hôm nay người ta cho cái bản tóm tắt. Bản tóm tắt để mình tập chia. Muốn chia được động từ này mình nhớ phải bỏ cái chữ á tí này ra. Bỏ cái đuôi của nó ra, người ta gọi là bỏ cái đuôi của nó ra để mình ghép với cái đuôi ở phần dưới này. Thì tí nữa mình chia đó mình sẽ đem lại cái động từ, thí dụ mình mang cái động từ a gái cho tí. Hoặc là gái chất tí, hoặc là a ha ra tí, mình ghép vào ở trong đây để mình chia với cái đuôi này. Muốn chia được thì phải nhớ là phải bỏ cái chữ á tí cái đuôi của nó ra, rồi ghép với cái đuôi của phần dưới này vào.
để mình tập chia. Thì khi mình chọn một động từ nào đó, người ta sẽ đánh cho mình cái động từ đó vào ở trong đây để mình chia. Ví dụ tí nữa mình là một người nào đó, mình sẽ chọn động từ ví dụ một lát mà có một người nào đó, mình sẽ chọn động từ là gacchati. Ví dụ gacchati thì ở đây người ta sẽ đánh cho cái mình thấy là động từ gacchati. Thì muốn chia được cái động từ này thì người ta phải bỏ cái đuôi của động từ gacchati này ra. Thì người ta bắt đầu ghép với cái đuôi này. Thì bắt đầu ngôi thứ nhất ahang là gái cha mí, số nhiều mấy giang gái cha má. Ngôi thứ hai số ít toàn gái cha xí, số nhiều tôm hê gái cha thá. Ngôi thứ ba số ít xô gái cha tí, số nhiều tê gái thầm tí. Đó, thì hãy ai chọn động từ nào thì người ta sẽ đánh cho mình cái động từ đó, sau đó mình tập chia à. Rồi ở đây thì tạm chia động từ tạm chia với động từ bách chất tí ha. Ví dụ ngồi thứ nhất số ít a hàng bách trà mí, số nhiều mấy giang bách trà má. Ngồi thứ hai số ít toàn bách chất xí, số nhiều tôm hê bách chất thá. Ngồi thứ ba số ít so bách chất tí, số nhiều tê bách trầm tí. Rồi lần nữa, ngồi thứ nhất số ít a hàng bách trà mí, số nhiều mấy giang bách trà má. Ngôi thứ hai số ít toàn bách chất xí, số nhiều tôm hê bách chất thá. Ngôi thứ ba số ít so bách chất tí, số nhiều tê bách chầm tí. Rồi lần nữa, ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất số ít a hàng bách chà mí, số nhiều mấy giang bách chà má. Ngôi thứ hai số ít toàn bách chất xí, số nhiều tôm hê bách chất thá. Ngôi thứ ba số ít so bách chất tí, số nhiều tê bách chân tí. Ủa cái chữ này sao sư đánh xong rồi sư xóa nó không được anh Khánh? Sư phải chọn lại sư. Sư bỏ cái ô trắng trắng đó đi sư. Rồi sư chọn lại cái ô tô cái ô chữ xanh xanh đó sư. Sư bấm nút back lại trên kế bên nút sale đó sư, tự động nó xóa rồi. Hả? Tôi bấm nút là undo quá sư, undo back lại kế bên nút của sale lên góc trên bên trái nó sẽ xóa đi rồi sư. Cái nút nào? Góc trên bên trái màn hình kế biểu tượng cái PowerPoint á sư. Có nút undo mũi tên quay ngược lại sư, bấm nút nó xóa. Là mất rồi sư. Rồi bây giờ ai chia được giơ tay lên chia cái đi. Giơ tay lên chia cái đi, chọn một động từ nào đó hoặc là chia động từ ở trên đây cũng được. Rồi anh Khánh mời anh Khánh thêm số người cũng giơ tay rồi chia đi, chia động từ nào chia được rồi sư sẽ đánh trên đây cho chia. Dạ, xin mời cô Hảo ạ. Dạ, dạ thưa sư con xin chia động từ a há ra tí ạ. Rồi a há ra tí phải không? Dạ. Dạ. Á hăng a há ra mi, số ít á hăng a há ra mi, số nhiều má dăng a há ra ma a há ra má. Ngôi thứ hai số ít a há ra xí, toăng a há ra xí, số nhiều tôm hê a há ra thá. Ngôi thứ ba số ít số
Aharati. Số nhiều, ngôi thứ ba số nhiều. Te Aharanti. Con xin hết ạ. Dạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. À, à con xin chọn Rorati mà khóc ạ. Ngôi ngôi thứ nhất á hằng rô đa mí, ngôi thứ nhất số ít á hằng rô đa mí, số nhiều má dăng rô đa má, ngôi thứ hai số ít văn rô đa xí, số nhiều tum hê rô đa thá, ngôi thứ ba số ít sô ra đá tí, số nhiều tê rô đanh tí. Con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin chia động từ há sát tí là cười ạ. Ngôi thứ nhất số ít là á hăng ha sa mi, số nhiều là má dăng ha sa ma, ngôi thứ hai số ít là quăng ha sa si, số nhiều là tum hê ha sa tha, ngôi thứ ba số ít là so ha sa tí, số nhiều là tê ha xong tí. Dạ, bà sư con hết rồi. Dạ, bà sư con hết rồi. Dạ, dạ xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ, xin sư con xin phép ạ. Con chọn đồng từ chá ra tí đi sư. Đi bộ, dạ. Dạ con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít á hăng chá ra mí, số nhiều má văn chá ra má, ngôi thứ hai số ít văn chá ra xí, số nhiều tum hê chá ra thá, ngôi thứ ba số ít số chá ra tí, số nhiều tê chá chan tí. Dạ xin hết giờ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa thư, con xin chọn động từ của Vát Sát Tí đã chia chưa ta? Vát Sát Tí là sống ở cư trú. Yeah. Thưa sư, con xin chọn động từ Vasati là sống ở cư trú. Ngôi thứ nhất số ít á hằng Vasami, số nhiều má văn và sa má, ngôi thứ hai số ít toàn và sa xí, số nhiều là tâm hê và sa tha, ngôi thứ ba số ít là sô và sa tí, số nhiều là và tâm hê ô tê vá xong tí. Thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ, thưa sư con xin chia động từ vá đá tí là nói. Ngôi thứ nhất số ít là á hăng vá đà mí, số nhiều
số nhiều là hai dăm và đà mát ngôi thứ hai số ít toàn và đá xí số nhiều là tâm hề và đá thác ngôi thứ ba số ít số và đá tí số nhiều là hề và đá tí. Dạ thưa sư, con mới dậy xuống. Dạ xin mời Phật tử nào đọc xong mình tắt mi để sư hay nghe rõ hơn. Dạ xin mời Phật tử Chi. Dạ dạ thưa sư, con xin chi động từ gắt chát tí ạ. Ngồi thứ nhất số ít a hằng gắt cha mí, số nhiều mái văn gắt cha má. Ngồi thứ hai số ít toàn gắt chát xí, số nhiều tâm hề gắt chát thá. Ngồi thứ ba số ít gắt chát tí, số nhiều. Ngồi thứ ba số ít xô gắt chát tí, số nhiều tê gắt chanh tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời sư cô Liên Diệu. Dạ, mô Phật, thưa sư, con chọn động từ văn đá tí, đảnh lễ. Ngồi thứ nhất, số ít, a hằng văn đà mi, số nhiều, ma dần văn đà ma. Ngồi thứ hai, số ít, tuần văn đá xí, số nhiều, tâm hề văn đá thạ. Ngồi thứ ba, số ít, sô văn đá tí, số nhiều, tê văn đàn tí. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ thưa sư, con xin chia động từ số na tí là động từ nghe sư. Dạ, ngồi thứ nhất số ít là á hăng su na mí, ngồi số nhiều là ma giang su na má. Ngồi thứ hai số ít là toàn su na xí, số nhiều là tung hê su na thá. Ngôi thứ ba số ít là su na so su na tí, số nhiều là tê su năng tí. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Quyên Lê. Dạ thưa sư, con chia động từ gá cha tí. Ngôi thứ nhất á hằng, a hằng cá cha mí, số ít số nhiều là má răng gá cha má, gá cha má. Ngôi thứ hai là tăng gá cha xí, số ít số nhiều là tum hê gá cha thá. Ngôi thứ ba là so gá cha tí, số nhiều là tê gá chanh tí. Dạ thưa sư con hết. Dạ, xin mời sư cô Tánh biểu hiện. Dạ, thưa sư, con xin chọn từ bút chá tí là hỏi. A hằng bút cha mí. Con xin lỗi, là ngôi thứ nhất số ít là á hằng bút cha mí, số nhiều là má văn bút cha má. Ngôi thứ hai số ít là toàn bút cha xí, số nhiều là tum hê bút cha thá. Ngôi thứ ba số ít là bút cha tí, số nhiều là bút chan tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Ngọc Tuyết. Sao màn hình không có thấy gì hết Khánh ơi? Anh vui à? Dạ sư share lại màn hình đi sư, nãy con cái của cô Vi Sương hồi nãy á. Cô Vi Sương hồi nãy chia cái bảng đó không được. Dạ chữ ca chữ tại động từ suna tí không có chia với cái bảng này được. Bạn động từ na tí nó không giống như động từ phải chết tí.
Dạ. A tí là phải động từ nào, cái bảng nào có a tí mới chia được, cái bảng này là a tí, cho nên phải chọn một từ khác mới được. Dạ, sư na tí là nghe á sư, không được hả sư? Sư na tí nghe nó đâu giống như dạng a tí, cái động từ này thì dạng kết thúc bằng a tí. Dạ, 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 dạ. Động từ đó không có được. Dạ. Phải động từ nào khác mới được. Dạ rồi. À, dạ, cảm ơn sư. Động từ này. Dạ. Phải động từ khác dạ. mới được. Vậy con có làm lại không sư hay là làm lại. Dạ. Dạ rồi, vậy thôi con chia động từ rodati ha sư. Rodati. Dạ. Ngôi thứ nhất. Số ít. Ngôi thứ nhất số ít là ahang rodami. Số nhiều là mayang rodama. Còn số ngôi thứ hai số ít là tang rodasi. Số nhiều là tumhe roda tha. Ngôi thứ ba số ít là so roda tí. Ngôi thứ số nhiều là te ro đăng tí. Dạ thưa sư, dạ, được không sư? Được. Dạ con cảm ơn sư. Dạ xin mời cô Ngọc Tuyết ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ há sát tí là cười. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít a hăng há sa mí. Số nhiều mai văng há sa má. Ngôi thứ hai số ít tăng há sa xí. Số nhiều tum hê há sa thá. Ngôi thứ ba số ít sô há sa tí. Số nhiều tê há xăng tí. Dạ xin hết thật cho sư. Dạ xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư, con xin chia đồng tư há sa tí cười ạ. Ngôi thứ nhất số ít a hằng há sa mi. Số nhiều ma yang ha sa ma. Ngôi thứ hai số ít toàn ha sa si. Ngôi thứ hai số nhiều tung hề ha sa tha. Ngôi thứ ba số ít so ha sa ti. Số nhiều tê ha san ti. Con xin hề dạ. Rồi đó. Dạ xin mời Phật tử Từ Tịnh. Dạ thưa sư, con xin chia động từ ha sa tí cười ạ. Dạ, ngôi thứ nhất số ít là á hăng hát xa mí. Số nhiều là má giang hát xa má. Ngôi thứ hai số ít là toàn hát xí. Số nhiều là tâm hê hát xa thá. Ngôi thứ ba số ít là xô hát xa tí. Số nhiều là tê hát xa tí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ charati. Ngôi thứ nhất số ít từ gì? Chia động từ gì? Charati là đi bộ. Đi bộ charati rồi. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít ahang charam charami. Ngôi thứ nhất số nhiều ayang charama. Ngôi thứ hai số ít thân jarasi. Số nhiều tâm hai jaratha. Ngôi thứ ba số ít jarati. Số nhiều là tê jarati. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ sư, con xin chia từ ní si đá tí nó ngồi ạ. Rồi. Ngôi thứ nhất a hâm ní si đa mí. Số nhiều má răm ní si đa má. Ngôi thứ hai tăng ní si đá xí. Ngôi
số nhiều thung thê tung thê lý si đá thá ngôi thứ ba cú ít sau lý si đá tí số nhiều tê lý si đan tí ạ. Con xin hết ạ. Đánh không kịp gì giỏi quá đánh không kịp. Dạ xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ thưa sư, con xin chia cái động từ là chá rá tí là đi đi bộ ạ. Dạ. Chia về ngôi thứ nhất. Ngôi thứ nhất số ít là á hăng chá rá mí. Ngôi thứ nhất số nhiều là lê dân cá rá má. Ngôi thứ hai là thoam cá ra xí. Số nhiều của ngôi thứ hai là tinh thê cá ra thá. Ngôi thứ ba số ít là cá ra tí. Số nhiều là thê cá ra tí. Dạ con xin hết nè. Dạ, xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ, con xin chia động từ ni si đa tí ạ, ngồi ạ. Ni si đa tí. Con xin chia ngôi thứ nhất số ít ạ. À hăng ni si đa mí. Ngôi số nhiều, ngôi thứ nhất số nhiều là má giang lý si đa má. Ngôi thứ hai số ít là quan lý si đá xí. Ngôi thứ hai số nhiều là tung hê lý si đá thá đá tha. Ngôi thứ ba số ít là sôn sôn lý si đá tí. Ngôi số ba số nhiều là tê lý si đan tí ạ. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti. Cho con xin hỏi cái từ khá đá tí với lại buôn dắt tí đều động từ ăn hết sơn phải không sư? Đúng rồi, và một cái ăn một từ. Dạ, vậy là hai cái đều động từ ăn hết. Giờ con xin chia động từ ăn khá đá tí. Ngôi thứ nhất a hàm khá đà mí. Số nhiều máy dân khá đà má. Ngôi thứ hai số ít tài quan khá đa xí. Số nhiều tung hi khá đa thá. Ngôi thứ ba số ít số khá đa số khá đa tí. Số nhiều tê khá đăng tí. Dạ con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn chia nữa không ạ? Dạ xin mời Phật tử từ Phật tử từ tịnh rồi. Dạ dạ hết rồi sư. Rồi giờ hết rồi, nghe đọc lại bận ha. Phần lớn là coi như là các Phật tử mình chia đồng từ này được coi như là giỏi. À, ở trên đây mà học được như vậy thì rất là giỏi. Giờ nghe chia bận nữa là được rồi. Ngồi thứ nhất số ít a hằng phải trà mí, số nhiều mới dân phải trà má. Ngồi thứ hai số ít toàn phải chân xí. Tùm hề bách chất khác. Ngôi thứ ba số ít so bách chất tí. Số nhiều tùm hề bách chất. Ngôi thứ ba số ít so bách chất tí. Số nhiều tê bách chân tí. Bây giờ còn tới 20 phút cho nên mình đọc đọc từ quận đọc đọc câu bài tập để ngày mai để bữa thứ năm mình sửa bài tí đi ha. Còn sớm quá. Để xem coi bài tập. Đây. Đây là bài tập số bài tập số 4, bài tập mà chúng ta sẽ sửa bữa thứ 5. 5 câu bài tập Bali giờ chúng ta tập đọc trước. Tập đọc câu bài tập trước.
cho lớn lớn lên một tí. Sư sẽ đọc trước rồi sau đó lớp sẽ đọc sau ha. Sitapha Raja Kumaro Jayati. Sitapha Raja Kumaro Jayati. Sitapha Raja Kumaro Jayati. Asita Tapaso Gaichati. Asita Tapaso Gaichati. Phupalo Aharati. Phupalo Aharati. Phupalo Aharati. Tapaso Rodati. Tapaso Rodati. Mayang Pasama. Mayang Pasama. Mayang Pasama. Rồi nghe lại lần nữa ha. Sitattha Raja Kumaro Jayati. Sitattha Raja Kumaro Jayati. Asita Tapaso Gaichati. Asita Tapaso Gaichati. Phupalo Aharati. Phupalo Aharati. Tapaso Rodati. Tapaso Rodati. Mayang Pasama. Mayang Pasama. Rồi nghe đọc lại lần nữa. Sitattha Raja Kumaro Jayati. Asita Tapaso Gaichati. Phupalo Aharati. Asita Tapaso Rodati. Mayang Pasama. Để xin thâu lại nhỏ để cho mình xem một trang luôn có được không? Sư bỏ mấy cái dòng khoảng cách giữa mấy câu á sư, nó sẽ vô một trang. Bỏ cái chấm chấm hả? Dạ dạ đúng. Lên một trang đi cho nó dễ đọc. À, được rồi. Rồi. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên đọc 5 câu bài tập này cái đi. Đoàn khách mời. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Sitattha Raja Kumaro Rariyati Chayiyati 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 Asita Tapaso Gacchati Bhupalo Aharati Tapaso Rodati Mayam Pasama Mayam Pasama Mayam. Cái này được là bắt đầu mình tập đọc câu rồi đó. Cái này là bắt đầu có câu rồi đó. Học bài này là mình bắt đầu thực tập đọc từng câu được. Dạ còn cảm ơn. Rồi mời người tiếp theo. Dạ xin mời cô Hảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sitattha Raja Kumaro Jayati Atisa Tapaso Gacchati Phupalo Aharati Tapaso Rodati Mayang Pasama. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ con thưa sư con đọc ạ. Sitattha Raja Kumaro Jayati Asitattha Paso Gacchati Phupalo Aharati Tapaso Rodati Marang Pasama. Con xin hết ạ. Rồi. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Sitattha Raja Kumaro Jayati
Cha dí giá tí. Cha dí giá tí. Si đá thá. Ra cha cú má rô. Cha dí giá tí. A si tá. Ta pa sô. Gách cha tí. Pú pa lô. A ha ra tí. Ta pa sô. Rô đá tí. Má dăng pa sa má. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo á. Dạ, con xin đọc. Xích đắc thá ra chá cú ma rô, chà dí giá tí. A xí tá ta bá sô, gách chá tí. Pù bà lô. A há rá tí. Ta bá sô, rô đá tí. Má dăng bá sa má. Con xin hết ạ. À. Dạ, xin mời Phật tử Mai Châu ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. A si tha tha ra cha cú ma rô cha di gia tí. A si ta ta ba sô các cha tí. Bu ba lô a ha ra tí. Ta ba sô bồ đa tí. Ma yam ba sa ma. Con xin hết ạ. Xin mời sư cô Liên Diệu ạ. Dạ bố Phật, thưa sư con đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Jayati Asita Tapaso Gacchati Pupalo Aharati Tapaso Rodati Mayang Patsama. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Jayija Jati Asita Tabaso Gacchati Pupalo Aharati Tabaso Rodati Mayang Basana Ma. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro Jayati Asita Tabaso Gacchati Pubalo Aharati Tabaso Rodati Mayang Pasama. Thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư cho con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Jayati Asita Tapaso Gacchati Pupalo Aharati Tapaso Rodati Mayang Pasama. Con xin hiểu ạ. Rồi. Dạ xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Jayati Asita Tapaso Gacchati Pupalo Aharati Tapaso Rodati Mayang Basama. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro Jayati Asita Tabaso Gacchati Pupalo Aharati Tabaso Rodati Mayang Asama. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Jayati Asita Basso Gacchati Bupalo Aharati Tapaso Rodati Mayang Basama. Dạ xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Nguyên Lê ạ.
Dạ thưa sư con đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Charidati Asita Tapaso Gachati Hupalo Aharati Tapaso Rodati Mayang Pasama Pasama Pasama. Dạ thưa sư con hết. Dạ xin mời sư cô tánh biểu hiện. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Sajizati Asita Tapaso Gachati Upalo Aharati Tapaso Rodati Mayang Basama. Dạ thưa sư con xin nói. Dạ xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Chayiyati Asita Tabaso Gacchati Bubalo Aharati Tabaso Rodati Mayang Batsama. Dạ xin thấy ạ. Xin mời Phật tử Sang Nguyên ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Rajijati Atita Tapaso Tatrati Pupalo Aharati Tapaso Rodati Mayan Pasama. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Mangala Nandi đi. Dạ thưa sư con xin đọc Siddhartha Raja Kumaro Chayiyati Asita Tapaso Gacchati Bunbalo Aharati Tapaso Rodati Mayang Basatma. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc Siddhartha Rajakumaro Yajiyati Asitaka Basso Gacchati Pupalo Ahakati Tapaso Rodati Mayang Basama. Dạ con xin hết. Dạ còn Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư là hết rồi. Rồi, về nhà chúng ta xem lại cái bản chia danh từ năm tánh vị ngữ khác như là Narak ha. Để bữa thứ năm chúng ta ôn lại cái bản chia đó một tí trước khi sửa cái bài tập này. Các bản chia đó hầu như là chúng ta phải học thuộc lòng đó. Nhưng mà bây giờ mình không học thuộc lòng được thì cũng học cho hiểu, để mình áp dụng cho các bài tập. Cái bản chia đó học cho đến khi mà mình học nguyên hết cái ngôn ngữ Bali này mình cũng phải nhớ nó. Rồi cũng như cái bản chia mà mình mới chia lúc nãy, vừa hiểu vừa nhớ. Nếu mà nhớ thuộc lòng được thì càng tốt. Tại mình mới mà học một bản chia thì mình thấy nó dễ như vậy, nhưng mà nó nhiều bản chia lắm. Đến khi nhiều bản chia nếu mình không nhớ được nó thì nó sẽ bị nhầm lẫn, thì nó sẽ khó. Cho nên cố gắng lúc mà còn ít như vậy thì cố gắng nhớ được một ít thì càng tốt. Đến khi nhiều thì nó không có bị nhầm lẫn. Cái nào nhớ được thì cố gắng nhớ nó để nó đỡ khó cho mình. Dạ. Giờ nghe đọc lại một hai lần rồi chúng ta nghỉ ha. Siddhartha Raja Kumaro Chayiyati. Siddhartha Raja Kumaro Chayiyati Asita Tapaso Gacchati. Asita Tapaso Gacchati Upalo aharati, upalo aharati, tapaso rodati, mayang pasama, rồi nghe lại lần nữa. Siddhartha Raja Kumaro Chayiyati, asita tapaso gacchati, upalo aharati, tapaso rodati.
Mayang Pasama. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ ha. Rồi mời cô Phúc Vị Trung lên cầm mi để ha. Kết thúc chương trình học tới hết thứ bàn tay. Rồi sớm thí mọi người. Yeah. Dạ, chúng con xin được tri ân những lời giảng của sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Bali ngày hôm nay. Chúng con sẽ cố gắng học theo để có được sự lợi ích, sự an vui cho đời này và đời mai sau. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo lên tục pháp hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin thay mặt Phật tử trong buổi học hôm nay xin đọc bài kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasatta chatamata devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakhanto sasanang Akasatta chatamata devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakhanto no garu Akasatta chatamata devanaga mahitika Bunyang no anumodantu chirang rakhanto nyatayo Akasatta chatamata devanaga mahitika Bunyang no anumodantu chirang rakhanto panino Akasatta chatamata devanaga mahitika Bunyang no anumodantu chirang rakhanto no sada Y đăng qua tâm mê bốn nhân a sa wa sa ya wa hăng o tu a na tê ca lê sa thú sa thú. Con kính chúc sư được mạnh khỏe, kính chúc sư một đêm an lành. Chúng con kính tri ân sư cả Pháp Nhiên đã cho phép mở Zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập trau dồi Phật Pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý Phú Định quận 6 mở được Zoom này. Y đăng bùn nhằng nít bà nát xá bách cha dồ hồn tú. Y đăng bùn nhằng nít bà nát xá bách cha dồ hồn tú. Y đăng bùn nhằng nít bà nát xá bách cha dồ hồn tú. Mong tất cả chúng ta sẽ được giải thoát các phiền não và đắc đạo quả trong ngày vị lai. Mời quý vị trở lại lớp Bali này vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 9 giờ. 19 giờ 30 phút. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ, hết ạ. Rồi, xin mời lớp nghỉ. Thì bữa thứ năm mời cô Phúc Vị Trung tụ kinh lễ bái tam bảo nha. Dạ, thứ năm hả thưa sư, dạ. Thứ năm. Dạ. Dạ, con xin kính